Pháp Thoại 3 Hãy giữ tâm của mình vào điểm chạm Đại trưởng lão quê bụ Các con đã đang đảm trách thọ trị giới luật Hãy tiếp tục huân tập trong giới luật Hãy trao dồi giới luật tới mức tột cùng Chỉ khi nào các con thực sự trao dồi giới đức thì những sở nguyện cầu mà các con ấp ủ ở trong lòng sẽ được hoàn thành viên mãn một cách trọn vẹn. Một khi các con đã an trú trong phẩm hạnh đạo đức, những hành động không khéo mà các con đảm trách sẽ cho ra kết quả trong việc hoàn thành viên mãn các nguyện vọng thánh thiện của mình. Các con có niềm tin trong những phúc lợi đang ra bội đến với các con từ các việc xã thí thiện và các con tôn trọng người thọ thí, các vật phẩm của mình như thế, hãy uống nắng tâm thức của các con và truyền bá giáo pháp mà chẳng có bạn đồng hành. Hãy tự mình chuẩn bị các việc xã thí và chuẩn bị chúng một cách tốt đẹp, chẳng nhờ cày một ai cho mục đích này. Trong khi xả thí tặng phẩm của mình, các con nên phát nguyện trong sự tỉnh giác với lời nói rằng con ước nguyện thành đạt nếp bạc. Do quả phước báo hiện tại, sinh, trợ mọi điều kiện đạt được nếp bạc. Các bậc thánh nhân mà đã đạt được thành tựu nếp bàn là do nương vào vô số lời phát nguyện mà các ngài không thể nào điếm thành những con số. Thật sự, một người tự thân nhận thức và tự liễu tri cho chính mình sau việc thấu triệt tứ thánh đế được gọi là giác ngộ có nhiều thể lợi sai biệt về giác ngộ chánh đẳng giác sự tự giác ngộ tối thượng của một vị phật đi giảng dạy độc giác sự tự giác ngộ của một vị phật không đi giảng dạy và thinh văn giác sự giác ngộ của một vị môn đệ của một vị đệ tử đi giảng dạy thinh văn giác được chia làm ba cấp bậc chí thượng thinh văn thành đạt do bởi hai vị đệ tử trưởng đại thinh văn thành đạt do bởi 80 đại tử hàng đầu. Và thinh văn giác thông thường thành đạt do bởi tất cả các bậc vô sinh khác. Tất cả chúng ta phải có ước nguyện đến Niếp Bàn, điều phúc lành tối thượng. Lý do tại sao? Ngay lúc này các con có thể hoàn thành viên mãn đạt được các sở nguyện cầu đến Niếp Bàn. Vì lẽ, thời gian là thích hợp. Hình tướng của chúng hữu sinh của các con là thích hợp. Vì thực tế là tất cả các bậc đạo đức là người cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành viên mãn những sợ nguyện cầu. Giáo pháp giáo lý của Đức Phật chỉ có thể thực hành trong một số cõi, thuộc 31 cõi của chúng sanh. Trong các cõi ở phía dưới của nhân loại, những chúng sanh ở trong địa ngục thọ hình khổ đau một cách mãnh liệt, cũng có thể thực hành giáo lý, ngay cả đạo đức. Các chúng sanh ở trong cõi động vật, không sở hữu đủ trí thông minh cần phải có để liễu tri được giáo lý trong khi một số cõi phạm thiên không thể tiếp xúc với cõi giới thấp kém do đó không có thể tiếp nhận giáo lý chư phật thường luôn xuất hiện trong cõi nhân loại thời gian thích hợp là thời gian khi một vị phật xuất hiện và thời gian khi mà giáo lý của ngài đang còn hiệu lực tất cả chúng sanh được sinh ra ở trong cõi nhân loại hoặc ở trong cõi chư thiên được cho là sanh hợp thời bây giờ các con phải hoàn thành viên mãn các sở nguyện cầu thông qua nỗ lực của mình Nhìn vào sự việc đó mà các con đem việc tu tập của mình đi đến một kết luận theo rất nhiều phương hướng trước khi các con thực hiện. Một khi người ta đã đạt đến mục tiêu của mình, người ta thực sự hạnh phúc không chỉ trong một thời gian ngắn hoặc chỉ cho một đời người, mà cho tất cả các kiếm sóc còn kiếp kiếp sống còn lại. Chư Thánh Nhân là các bậc đã trải qua kinh nghiệm nếp bạn. Chỉ còn một số hạn thời gian, cuộc sống để sống cho tới khi hạt đến, đạt đến sự chấm dứt tất cả khổ đau. Vào lúc này các con có sở nguyện cầu về nếp bàn này đây. Đừng nghĩ rằng các con không đạt được hạnh phúc như thế hoặc là các con không thể nào hoàn mãn, viên mãn một cách sở nguyện cầu xa xôi như thế. Hãy cứ thiết lập nghị lực và sự tinh cần đến một mức độ mà các con nó có thể đủ năng lực mạnh mẽ để cho các con đạt đến mục tiêu. Nếu các con làm được như thế, các con vượt qua mọi sự nghi ngại để thực hiện sở nguyện cầu vào đúng thời điểm. Điều chi các con sẽ biết một khi các con hoàn thành công việc mà đã được thực hiện vào thời gian của đức phật nhân loại chư thiên chư phạm thiên đã đi đến với các ngài để bày tỏ lòng tôn kính của mình tuy nhiên không có người nào chư thiên hoặc phạm thiên đã được hạ lòng chỉ qua sự hiện diện của đức phật qua việc tôn kính đến ngài như thế đức phật vì lòng bi mẫn muốn dạy cho chúng sanh điều mà chính tự ngài tìm ra và đã liễu tri cho chính mình việc truyền đạt kiến thức của ngài chúng ta gọi là việc thuyết giảng khi đức phật thuyết giảng một trong khoảnh khắc dây đấy có rất nhiều con người chư thiên chư phạm thiên đã đạt được điều mà họ đã đang ước nguyện đến nên hiểu biết rằng đây là thời gian thích hợp và hình tướng thích hợp của kiếp hữu sinh chúng ta hãy nên thiết lập sự tỉnh giác như các bậc trí tuệ đã làm trước chúng ta và như thế chúng ta có thể trải nghiệm việc hoàn thành viên mãn các sở nguyện giáo lý của Đức Phật là chi? Vì lòng đại bi, những vị tu sĩ và các bậc trí tuệ đã lưu truyền giáo lý của Đức Phật cho đến các con. Mỗi khi các con đã được hướng dẫn, các con được hiểu biết thêm một ít về giáo lý. Tùy thuận theo khả năng hiểu biết của mình, các con biết rằng giáo lý đã được lưu trữ ở trong ba giỏ tam tạng. Các con biết rằng đây là nơi tạng kinh, đây là nơi tạng luật, đây là nơi tạng vô tỷ pháp. Tất cả các con hiểu biết rất nhiều về giáo lý. Thánh điển quả là thậm đại. Cho dù là bậc trí tuệ đọc, nghiên cứu và giảng dạy các kinh điển này không có sự gián đoạn kinh điển quả là thậm đại cho một người nghiên cứu và hiểu biết được chúng một cách trọn vẹn. Không thể nào có một người thông thạo toàn bộ kinh điển vì lẽ chúng chứa đựng tất cả giáo lý của Đức Phật. Chúng quả là toàn hảo và chẳng có chi là vô ích. Chúng tiêu biểu cho điều mà Đức Phật đã tự thấu triệt và tự liễu tri cho chính mình. Giáo lý đã được chứa đựng ở trong tam tạng là con đường duy nhất để thoát khỏi sự khổ đau và các vị tu sĩ đã tự bản thân liễu tri được điều này với lòng bi mẫn đã chỉ vẽ điều này cho chúng ta không biết bao nhiêu lần tuy nhiên có thể nào bậc trí tuệ trình bày chi tiết hết tất cả các kinh điển thiêng liêng đến các con cho đến nỗi không bỏ sót một khía cạnh nào dạ thưa không kính bạch ngài không thể nào có điều này các bậc thánh nhân sẽ mất bao nhiêu lâu để trình bày chi tiết tất cả giáo lý phải mất bao nhiêu ngày các con sẽ ngồi nói chuyện và để trang trải tất cả giáo lý mà các bậc thánh nhân đã có được, sự ghi nhớ. Mục đích của tất cả giáo lý này là để hiển thị con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau. Các con hiểu biết khá đầy đủ về giáo lý của Đức Phật trong tất cả các khía cạnh đa dạng của giáo lý, các con phải nắm bắt lấy một pháp tu học, đó là sự kiên trì. Nếu các con tập trung tâm thức của mình vào một đối tượng duy nhất như các bậc trí tuệ thời cổ xưa đã làm, thì nó không có an trú vào đối tượng đó, phải phải không? Nó an trú, kính bạch ngại. Vì vậy, hãy chọn lấy một sự huấn thị về thiền định được rút ra từ rất nhiều pháp môn khác nhau mà Đức Phật đã chỉ dạy. Hãy thường xuyên tu tập với nó một cách tỉnh giác. Hãy tu tập với nhiều sự nỗ lực và sự quyết tâm như các môn đệ của Đức Phật đã làm trong thời quá khứ. Nếu các con tập trung tâm thức của mình trên một đối tượng, thì nó sẽ từ bỏ được thói quen của nó đi lang thang đến những đối tượng mà nó ưa thích khi các con có khả năng giữ được tâm thức của mình trên một đối tượng như thế thì có thể nào vẫn còn tham luyến là nguyên nhân của sự bất hạnh chăng khi tâm thức được ổn định thì không có tham kính bạch ngài có sự ác cảm không dạ thưa không kính bạch ngài có thể bị si mê không dạ thưa không kính bạch ngài nếu không có sự ưa thích sự ghét bỏ và sự si mê có thể có sự sợ hãi lo lắng sự kích động không dạ thưa không kính bạch ngài nếu không có sự sợ hãi, sự lo lắng, sự kích động, các con sẽ được hạnh phúc hay là bất hạnh thì sẽ được hạnh phúc, kính bạch ngài. Nếu các con đã chọn được một đối tượng của thiền định mà Đức Phật đã trao truyền và thực hành với sự nỗ lực mãnh liệt thì yếu tố cần như ý túc sẽ bất định khởi sanh đến các con chăng? Nhất định nó sẽ đến, kính bạch ngài. Như ý túc, căn nguyên hoặc là nền tảng của sự thành đạt, hoàn thành hoặc sự toàn thiện tinh tấn, nỗ lực. Một người với sự tinh tấn đã được truyền trao với suy nghĩ rằng mục đích có thể thành đạt và do bởi nghị lực và sự tinh cần. Vị ấy đã không ngã lòng cho dù là người ta nói với vị ấy rằng ông phải trải qua muôn vàng đau khổ. Vị ấy không ngã lòng cho dù sự thật là ông ta đã trải qua muôn vàng gian khổ. Vị ấy không ngã lòng cho dù người ta nói với vị ấy rằng ông phải cố gắng nỗ lực trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Vị ấy không ngã lòng cho dù sự thật, ông ta đã cố gắng nỗ lực trong thời gian dài như vậy. Ngay sau khi tự bản thân các con thiết lập được sự nỗ lực yếu tố cần như ý túc sẽ khởi sanh, tuy nhiên, chúng ta đang giỏi nói về giáo lý. Thay vào đó, ngay bây giờ, chúng ta hãy ra sức nỗ lực yếu tố cần như ý túc tức là sẽ khởi sanh. Điều này được gọi là bất đoạn thời. Kết quả hiện tiền được khởi sanh tại đây và ngay tức thời nó không khởi sanh do bởi chúng ta nghĩ suy hoặc hiểu về nó mà duy nhất chỉ do sự thực hành như thế thì hãy tập trung toàn bộ sự chú ý của các con vào ngay vị trí bên dưới mũi ở trên môi trên hãy cảm giác về hơi thở vô và hơi thở ra của mình và cảm giác như thế nào khi nó xúc chạm vào ngay vị trí bên dưới mũi ở trên môi trên sự sư nghĩ các con có được sự tập trung chú tâm của mình vào vị trí ngay trước khi sự kết thúc sự hướng dẫn con không nghĩ tất cả đã có thể làm được điều đó kính bạch ngài <laughs> tốt lắm tất cả đã hiểu được điều mà sư nói một vài người vẫn chưa hiểu biết được phải thực hành như thế nào kính bạch ngài ồ các thân thương của tôi ơi tất cả các con đã được học rất nhiều trong quá khứ các vị tu sĩ với lòng bi mẫn đã giảng dạy cho các con không biết bao nhiêu lần và các con đã thấu hiểu những sự hướng dẫn của họ một cách thông minh khi sư đã nói với các con tập trung vào điểm chạm là sự quyết định mãnh liệt, không để cho cái tâm của mình phóng dật. Các con đã nói là các con an trú vào hơi thở, có phải không? Đó là những người đã tập trung được vào tâm thức của họ vào điểm chạm mới trả lời rằng nó được an trú kính mạch ngài. Tuy nhiên, có những người trẻ tuổi trong hàng thánh chúng là những người từ trước tới giờ chưa bao giờ được nghe giáo pháp. Có phải sư đã nói bất luận điều gì các con chưa được nghe trước đây? Tất cả các con đều là những môn đệ, những cư sĩ tuyệt vời và đã có đến rất nhiều lần tất cả các con đều có khả năng tự thuyết giảng giáo pháp không phải là tất cả kính bạch ngài một số người vẫn chưa hiểu biết bất luận một điều nào cả này những người kia các con có thể đồng ý với điều mà ông ta vừa nói với sư không kính bạch ngài con không nói về những người đang ở đó mà con nói về những người về một số người chưa biết đến con trong các điều mà sư nói với các con không có điều chi là sư đã tự mình khám phá ra cả sư chỉ đang lặp lại các điều mà Đức Phật đã thuyết giảng. Điều mà Đức Phật đã giảng dạy là toàn thiện và hoàn hảo bất khả khiếm khuyết. Điều mà sư thuyết giảng thì không hoàn hảo. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng bao hàm hết tất cả giáo lý của Ngài là chẳng có chi, là vô ích. Tuy nhiên, điều mà sư có khả năng truyền đạt đến thì có thể khiếm khuyết trong rất nhiều khía cạnh. Sư sẽ có khả năng trao cho các con tất cả giáo lý trong sự hoàn hảo của chúng chăng. Dạ thưa không, kính bạch Ngài. Ngài không thể nào nói cho chúng con biết tất cả mọi sự. Tốt lắm. Tất cả các con hiểu biết những gì thuộc về tặng kinh, điều thuộc về tặng luật, những chi thuộc về tạng vô tỷ pháp. Vì lẽ, các vị giáo thọ của các con đã hướng dẫn với tấm lòng đại bi. Các con cũng hiểu biết về sự giải thích ngắn gọn và rộng lớn của thiền chỉ và thiền minh sát. Tuy nhiên, cho dù các con có hiểu biết điều này, tất cả điều này, tất cả các con đang hít thở lớn và nhỏ, người nam và người nữ, một người có thể hiểu biết tất cả về những kinh điển Bali tuy nhiên chẳng hiểu chi cả về chính hơi thở của mình có phải tất cả các con đang thở vô và thở ra hay không chúng con đang hít thở kính bạch ngài các con bắt đầu thở vô và thở ra vào lúc nào khi chúng con được sinh ra kính bạch ngài các con có hít thở khi các con ngồi dạ thưa có kính bạch ngài các con có hít thở thở vô thở ra khi con đứng thẳng lưng dạ thưa có kính bạch ngài khi các con đang đi trong trường hợp đó các con cũng thở vô và thở ra kính bạch ngài các con có hít thở khi các con đang ăn đang uống đang làm việc cho mưu sinh dạ thưa có kính bạch ngài các con có hít thở khi các con đi ngủ dạ thưa có kính bạch ngài có những thời điểm khi mà các con quá bận rộn các con nói rằng xin lỗi tôi hiện giờ không có thời gian để thở tôi quá bận rộn không có bất kỳ một ai có thể sống mà chẳng có hít thở kính bạch ngài trong trường hợp đó, tất cả các con có đủ khả năng để thở vô và thở ra nếu các con chú ý một cách cẩn trọng. Các con có thể có cảm nhận ở nơi mà hơi thở xúc chạm khi các con hít thở không? Các con có thể cảm nhận được ở nơi mà không khí xúc chạm khi nó đi ra khỏi lỗ mũi không? Con có thể cảm nhận ở nơi đó nó xúc chạm kính bạch ngài. Và khi không khí đi vào bên trong, con có thể cảm nhận được ở điểm tiếp chạm luồng không khí nhẹ nhẹ này xúc chạm hay không? Con có thể kính bạch ngài. Bây giờ, hãy tự các con khám phá ra điểm chạm mà không khí xúc chạm một cách nhẹ nhàng khi nó đi vào và khi nó đi ra nó xúc chạm ở nơi đâu nó xúc chạm vào một điểm chạm nhỏ ngay lối đi vào lỗ mũi khi nó đi vào kính bạch ngài có phải không khí cũng xúc chạm ở nơi đó khi nó đi ra dạ thưa phải kính bạch ngài nó xúc chạm cùng một điểm chạm khi nó đi ra các bậc trí tuệ trong quá khứ đã có sự tu tập sự tỉnh giác về hơi thở vì đức phật đã hướng dẫn họ bởi do họ đã truyền thụ lại giáo lý mà bây giờ các con mới được sự liễu tri nếu các con đã đặt ngón tay của mình trên cái điểm tiếp chạm nhỏ ở dưới mũi thế thì các con có cảm nhận được về điểm tiếp chạm đó không dạ thưa có kính bạch ngài con có thể cảm nhận về nó các con có thể thực sự có cảm nhận về nó khi nó xúc chạm các con vẫn diễn cảm về nó không dạ thưa không kính bạch ngài chẳng có sự diễn cảm về nó ngay cả khi chúng con có cảm nhận về nó trong khi các con có thể cảm nhận về điểm chạm khi các con xúc chạm vào nó với ngón tay của mình thì các con cũng có thể cảm nhận về nó khi hơi thở xúc chạm vào nơi đó khi nó đi vào và đi ra rời khỏi lỗ mũi nếu tự bản thân các con có thể cảm nhận về nó các con diễn cảm được về nó không dạ thưa không kính bạch ngài chúng con không có điều đó nếu các con đặt ngón tay của mình trên điểm chạm các con cảm nhận về sự xúc giác với sự gián đoạn hay là với một cách liên tục. Đó là sự xúc chạm liên tục kính bạch ngài. Có phải luồng không khí đi vào hoặc đi ra là mãi gián đoạn? và dạ thưa không, kính bạch ngài. Vì không khí vô và ra, chúng ta liễu tri nó liên tục trôi chảy và dẫn đến kết quả sự xúc chạm liên tục từ nơi đó. Đừng dõi theo không khí về khía cạnh đó. Bằng cách ấy, Ngài muốn nói điều chi kính bạch Ngài? Đừng để phóng thích vào cái cảm giác được sản sinh do bởi hơi thở đang xúc chạm vào da. Vẫn giữ sự tỉnh giác vào sự xúc chạm. Và vì sao vậy? Nếu các con làm điều đó, các con sẽ không thể nào cảm nhận được cái xúc giác. Vì vậy, chúng ta hãy an trú với sự tỉnh giác vào cái điểm chạm không ngừng nghỉ. Các con phải tỉnh giác vào sự xúc chạm của không khí trong cả hai lỗ mũi hay chỉ ở trong một. Hãy cảm nhận chỉ có một nếu các con cố gắng cảm nhận ở hai vị trí thì sự chú ý của các con bị chia tách ra. Hãy đặt trọn sự chú ý trên một điểm. Tâm của các con có sự an trú vào điểm chạm không? Hầu hết thời gian là nó có, kính bạch ngài. Nhưng không phải thường xuyên. Hầu hết thời gian là nó an trú, tuy nhiên, vào thời điểm âm thanh của con ho làm gián đoạn sự liên tục. Đó là tiếng ho của chính mình hay đó là tiếng ho của người nào khác? Đó là tiếng ho của một người khác, kính bạch ngài điều quấy rầy các con đây là do các con tu tập quá ít hay là quá nhiều sự nỗ lực người mà ho đó có đáng bị khiển trách không phải đấy kính bạch ngài thành thật mà nói con có một chút ít tức giận chúng ta nhìn vào sự việc này các con đi đến với đức phật để thoát khỏi mọi sự khổ đau sau khi đã tính thọ giáo lý của ngài các con bắt đầu thực hành thấy rồi một người nào đó ho và các con lấy làm khó chịu tuy nhiên về quá trình diễn biến nếu các con hành thiện như là các con đang làm hiện tại đây. Mọi người sẽ coi các con là một thiện nam tử, họ sẽ khen ngợi các con. Tuy nhiên, hãy nói cho sư biết, các thiện nam tử này giận dữ ngay trước khi vị ấy mệnh chung thì ông ta sẽ tục sanh ở nơi đâu. Ông ta sẽ rơi vào bốn cõi thấp kém. Đúng vậy, các con không nên cho phép sự việc này xảy ra. Các con không nên mất đi sự kiên nhẫn và phát cấu tiếc lên. Các con đang thực hành nhằm để thoát khỏi khổ đau. Các con hãy nên rất là hạnh phúc khi đang nghe tiếng ho này. Các con nên nói rằng cảm ơn. Cuối cùng thì, người mà đang ho chỉ cho các con thấy được rằng nỗ lực của các con chưa đủ vững chắc. Nếu các con muốn thoát khỏi khổ đau, các con phải nên thực hiện tốt hơn sự việc này. Các con sẽ nhất định không thực hiện với thể loại của những nỗ lực như vậy. Các con phải thức thị tu tập hạnh tinh tấn nhiều hơn nữa. Nếu các con tu tập với nhiều sự quyết tâm hơn nữa thì các con vẫn còn nghe tiếng ho này không và thu không kính bạch ngài sẽ không có sự nỗ lực, sẽ không có với sự nỗ lực tốt đẹp. Và nếu có nhiều người, tất cả đang nói chuyện lớn tiếng, chúng ta sẽ vẫn còn nghe họ không? Nếu sự nỗ lực của chúng con chẳng phải thể loại đúng đắn thì chúng con sẽ vẫn phải nghe, kính bạch ngài. Chúng ta có nên nổi giận với họ nếu chúng ta nghe họ nói. Hầu hết thời gian là con nổi giận lên, kính bạch ngài. Các con không nên cho phép sự việc này xảy ra các con không nên phát cấu tiết lên các con nên nghĩ suy về những người mà quấy rầy các con như là những bạn hữu của mình họ đã quan tâm đến phúc lợi của mình tôi nên tri ân họ tôi không muốn họ biết rằng sự nỗ lực của mình là quả quá non kém tôi sẽ thiền định và cải thiện bản thân mình và nếu họ bắt đầu nói chuyện vẫn còn to tiếng hơn tôi lại càng tu tập tinh tấn nhiều hơn nữa nếu chúng ta tự cải thiện bản thân mình cho đến khi chúng ta ngang bằng về hạnh tinh tấn đối với các bậc trí tuệ đã tu tập trước đây thì chúng ta sẽ thành tựu mục đích mà chúng ta có ước nguyện. Nếu các con không nghe bất kỳ một âm thanh nào nữa, các con trở nên được thỏa mãn với lòng kiêu mãn, rằng sự nỗ lực của mình hoàn hảo, đó là lý do tại sao chúng ta rất hoan hỷ nếu một người nào đó quấy rầy mình. Nếu chúng ta đi đến một nơi khác, có thể có sự quấy rầy tiếp nữa. Nếu chúng ta chuyển đổi từ nơi này sang nơi khác, chỉ bỏ mất thời gian mà thôi. Nhưng nếu chúng ta thiết lập chánh niệm của mình một cách kiên định, Chúng ta vẫn còn thay đổi địa điểm hoặc là than phiền với người khác không? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Điều đó quả là không thích đáng để nói cảm ơn đến những người mà quấy rầy chúng ta sao? Họ đã giúp chúng ta để tìm hiểu làm thế nào, chiến thắng được những ước nguyện và mong cầu của mình và chúng ta phải tri ân tất cả những người bạn hữu của mình. Nếu những sự nỗ lực của chúng ta trở nên vững mạnh y như là các vị giáo thọ của mình, chúng ta sẽ không còn nghe bất luận một điều nào nữa. Chúng ta sẽ tỉnh giác duy nhất vào một điều, cái điểm chạm nhỏ này và sự xúc giác. Một khi chúng ta đã thành đạt được sự tỉnh giác tốt đẹp vào sự việc này, chúng ta sẽ dốc tâm với sự chú ý của mình một cách trọn vẹn vào sự tỉnh giác này. Nếu chúng ta đạt đến sự hạnh phúc mà chúng ta ước nguyện thông qua sự thực hành này, đó là nội dung của tam tạng, mà pháp toàn thiện, ba điều hướng dụ tam học các uẩn các xứ các mối liên quan tột cùng của chân đế tứ thánh đế là chẳng phải tất cả đã đạt được chứa đựng trong sự tỉnh giác này hay sao? Dạ thưa có, kính bạch ngài, trong sự tỉnh giác và sự xuất giác này đây đã chứa đựng tất cả những điều mà Đức Phật đã dạy. Các con đã được nói về tâm tạng, về tứ thánh đế, về tâm thức, danh, về thể chất, sắc và những thuật ngữ kỹ thuật khác. Tuy nhiên, các con có thực sự hiểu biết làm thế nào để phân biệt giữa danh, và sắc. Cái điểm chạm nhỏ ở dưới mũi của các con là danh hay là sắc? Nó là sắc, kính bạch ngài. Và sự tỉnh giác vào cái điểm chạm là chi? Đó là danh, kính bạch ngài. Và nếu các con tỉnh giác một cách rõ ràng vào điểm chạm này ở dưới cánh mũi của mình, cũng như là khi các con đụng chạm vào nó với ngón tay của mình, thấy thì chúng con tỉnh giác được danh và sắc, kính mạch ngài. Điều đó là tốt hay là xấu? khi tỉnh giác cùng một lúc vào danh và sắc điều đó là tốt kính bạch ngài điều này được gọi là sự hiểu biết minh hay là sự thiếu hiểu biết vô minh điều đó là sự hiểu biết kính bạch ngài và điều chi nếu chúng ta không có sự tỉnh giác này như thế chúng ta sống trong sự thiếu hiểu biết vô minh kính bạch ngài điều chi thì có nhiều mãnh lực hơn sự hiểu biết mình hay là sự thiếu hiểu biết vô minh sự hiểu biết thì có nhiều mãnh lực hơn Kính bạch ngài. Đúng vậy, sự hiểu biết quả là có mãnh lực. Toàn bộ vòng tuần hoàn của sanh và tử quả là trọn vẹn của sự thiếu hiểu biết vô mình. Tuy nhiên, ngay bây giờ là các con đã được lãnh thâu giáo lý của Đức Phật thì hãy tỉnh giác. Người khôn khéo đạt được sự tỉnh giác là do bởi họ có khả năng tiếp thâu được giáo lý của Đức Phật và duy nhất chỉ hướng sự chú ý của mình vào nơi đây vì họ đạt được sự tỉnh giác sự hiểu biết minh phát sinh đến với họ khi các con có được sự tỉnh giác trong phương thức này điều chi xảy ra với sự thiếu hiểu biết vô minh nó bị chặt đứt và biến mất kính mạch ngài chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu nếu chúng ta tìm kiếm lấy nó nó đã biến mất rồi kính mạch ngài dẫu sao thì sự thiếu hiểu biết vô minh đã có rất nhiều mãnh lực đối với các con trong thời quá khứ của vòng luân hồi khi các con lãnh thâu giáo lý của Đức Phật và đạt được sự hiểu biết, các con vẫn không biết được sự thiếu hiểu biết của mình đã biến mất ở nơi đâu. Như thế, quả thật là sự hiểu biết mình, quả có rất nhiều mãnh lực hơn là sự hiểu, sự thiếu hiểu biết vô mình. Tuy nhiên, các con vẫn còn thăng phiền rằng sự thiếu hiểu biết đã là một vật thể lưu tồn mạnh mẽ của tâm thức mình. Nhưng mà, kính bạch ngài, các con có thể đã kết chặt với sự thiếu hiểu biết rất lâu dài đến nỗi chúng con khó mà buông bỏ nó được. Tuy vậy, nếu các con áp dụng giáo lý của Đức Phật thì sự thiếu hiểu biết sẽ biến mất. Trong cả hai, thì điều nào thích hợp hơn đối với các con? Đối với các con kính bạch ngài, sự hiểu, thiếu hiểu biết quả là thích hợp hơn. Các con có muốn duy trì một trạng thái của sự hiểu biết không? Dạ thưa có, kính bạch ngài. Nhưng mà chúng con không thể nào buông bỏ sự thiếu hiểu biết vô minh được sự thiếu hiểu biết, dùng vũ lực để xâm nhập tâm thức của các con sao? Chúng con bị nó xâm nhập tâm thức của chúng con bằng vũ lực kính bạch ngài. Tất cả các con đã có một trình độ học vấn và các con biết nhiều điều về giáo lý của Đức Phật. Các con có thể bàn thảo về chúng và các con thực hành chúng, các con hành thiền và thường xuyên giữ vững được tỉnh giác của mình. Tuy nhiên, hãy nói cho sư biết, các con cần chuẩn bị điều chi để hành thiền? chúng con phải chuẩn bị tấm điểm và tấm thảm để nằm xuống kính bạch ngài. nếu các con có tất cả những điều này thì việc hành thiện của các con có tốt đẹp như là việc đương nhiên không? các con cũng đã tránh xa những người khác kính bạch ngài. điều gì xảy ra nếu các con sao lãng? chúng con ngủ thiếp đi kính bạch ngài. các con là những môn đệ của Đức Phật. các con biết rằng sự thiếu hiểu biết vô minh là kẻ thù của các con. Và mặc dù các con biết điều đó, các con bắt đầu hành thiền chỉ sau khi đã chuẩn bị một chiếc giường cho chính mình. Sau khi hành thiền một thời gian, các con sẽ phát sinh chán nản, hôn trầm cùng với Thụy Miên sẽ lan lỏi vào. Các con sẽ làm gì sau đó? Chúng con sẽ chịu đựng chúng. Và nếu hôn trầm Thụy Miên rất là mãnh liệt thì các con sẽ vẫn còn kháng cự lại chúng chăng? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Các con sẽ nói với chúng cuối cùng rồi các ngươi cũng đã đến. Đúng vậy, điều đó quả giống y như các con. Cuối cùng rồi các ngươi đã đến. Tôi đã có cái giường để sẵn sàng từ lâu rồi. Và đó là điều mà các con đang nghĩ suy phải không? Dạ đúng vậy, kính mạch ngài. Khi nào thì các con sẽ thức dậy sau khi đã ngủ? Các con sẽ ngủ dậy sau đó ban ngày và thời gian cho bữa điểm tâm kính bạch ngài. Lời phát biểu của các con trong phương thức này sẽ có tác dụng đến những hiểm nguy của sự thiếu hiểu biết vô minh sẽ không bao giờ được khắc phục các con không tán dương sự hiểu biết minh và trí tuệ mà lại là sự thiếu hiểu biết vô minh nếu các con tu tập như thế này thì mãi mãi đến bao giờ các con có được niềm hạnh phúc mà các con đang khao khát có thể có được đây dạ thưa không kính bạch ngài thế thì các con sẽ chỉ giả vờ để tu chăng nếu chúng con chỉ giả vờ chúng con sẽ không đến được bất kỳ nơi nào kính bạch ngài như thế các con sẽ làm gì nếu các con không thể nào đạt được mục tiêu của mình con nghĩ rằng Chúng con sẽ phải tiếp tục với việc tu tập này cho đến khi các con đạt được mục tiêu kính bạch ngài. Tốt lắm. Đúng vậy. Các con liễu tri sự khác biệt giữa sự biết mình và sự thiếu hiểu biết vô mình. Hãy liễu tri điều chi. Phải làm để đạt được sự hiểu biết và tập trung chú ý của mình ở ngay điểm tạ, điểm xúc chạm. Sau đó duy trì nó ở tại nơi đó. Nếu các con sống với sự tỉnh giác này, các con vẫn còn sợ hãi và phải lo lắng về khoảnh khắc của sự mệnh chung không và thua không kính bạch ngài hãy nói cho sư biết điều chỉ xảy ra nếu các con mệnh chung mà không có sự tỉnh giác này con sẽ bị tục sanh vào bốn cõi giới thấp kém các con có muốn biết điều này có xảy ra không dạ thưa không kính bạch ngài các con có quả thật là không muốn đi hay là các con đang nói với sư một lời nói dối quả là ngài đúng thật kính bạch ngài con đã rơi vào việc nói dối con đang bước đi trên con đường để mà dẫn dắt thẳng đến các cõi giới thấp kém con đang nói chỉ toàn là những ngôn từ sáo rỗng khi con nói rằng con không muốn đi tới địa ngục và con đang đi một quãng đường xa rộng lớn dẫn đến nơi sa đọa rất tốt các con đã có được sự liễu trì nếu các con tự bản thân mình hiểu biết là các con đã được một số hiểu biết hay là không thì như thế các con đang bước trên con đường chân chánh nếu các con biết khi mà các con bất liễu tri là các con đã có được sự liễu tri. Nhưng nếu các con nghĩ rằng các con đã có được sự liễu tri, dù cho các con chẳng có liễu tri gì cả thì như thế không có một chút hy vọng nào cho các con để có được bất kỳ một sự hiểu biết nào. Các con thấy đấy, ông ấy biết rằng ông ta lười biếng. Khi mà ông ta lười biếng, ông ấy biết rằng ông ta là vô dụng khi ông ta vô dụng. Nếu các con có thể tự bản thân mình soi thấy mình trong ánh sáng chỉnh lý, là như thế các con sẽ đạt được sự hiểu biết vì lẽ các con có khả năng để tự tu sửa cho chính mình tôi không muốn đi đến cõi giới thấp kém đại với tất cả việc hành thiền của tôi tôi đang làm đây thì tôi sẽ ổn thôi tóm lại là chẳng cần điều chi cho lắm có thật sự là các con vẫn nghĩ trong khi phương thức này khi giả định rằng các con không cần phải làm thêm nữa gì không dạ thưa không kính bạch ngài con không lấy cái sai lầm cho là đúng và cái đúng cho là sai lầm nếu các con gắn chặt sự chú ý của mình một cách kiên định ngay tại điểm chạm sự tỉnh giác về tâm thức, danh, thể chất, sắc, các con tu tập sự hiểu biết. Nếu các con không có sự tỉnh giác, là các con đang sống trong sự thiếu hiểu biết vô mình. Nếu các con mệnh chung với tâm thức của mình chìm đắm vào sự thiếu hiểu biết vô mình, thì các con đi xuống cho dù các con đang thọ trì các điều học thanh tịnh giới, bác hoàng trai giới. Hãy nói cho sự biết là các con sẽ tục sanh ở nơi đâu, nếu sự việc này xảy ra khi con mạnh chung tại một ngôi chùa hay là ở dưới một cội cây bộ đề. Bất cứ là con ở nơi đâu, nếu con không thể tập trung được tâm thức của con khi mạnh chung thì con sẽ đi xuống, kính bạch ngài. Các con nghĩ sao về các vị tu sĩ? Nếu sư nghĩ rằng, ha à, lượng dự trữ phước báo của sư quả là vĩ đại to lớn, nhiều hơn những vị cư sĩ tại gia. Và thế rồi sư để tâm khoan vu phóng vật đó đây. Với những nụ cười trên gương mặt của sư, nếu sư đã mệnh chung, thì sư tục sanh ở nơi đâu? Chúng con không dám nói bất luận điều chi về các vị tu sĩ kính bạch ngài. Các con không cần phải nói bất luận điều chi về các vị tu sĩ mà chỉ cần lấy sư là một ví dụ. Kính bạch ngài, chúng con sẽ càng không dám nói bất luận điều gì về ngài. Sư giả định rằng tâm trí của sư sẽ không an trú và bất luận một đối tượng nào. Sư mệnh chung, điều chi xảy ra, này các môn đệ của sư. Kính bạch ngài, con không nghĩ rằng thời gian nào mà sư không có sự tỉnh giác vào cái điểm chạm này. Nhưng nếu sư đã mệnh chung mà không có sự tỉnh giác này thì sao? Nếu đó đã là con, thì con rơi xuống những cõi giới thấp kém. Bất cứ điều đó là ai, nếu không có sự tỉnh giác ở ngay khoảnh khắc sự tử vong, thì kết quả sẽ là tục sanh trong địa ngục. Do vậy, các con hãy thiết lập chánh niệm của mình để không bao giờ quên đi cái điểm chạm nhỏ này. Nếu sư đã có ước muốn là tục sanh trong địa ngục, sau khi thành đạt được sự hiểu biết một cách tròn đủ do bởi tỉnh giác này, là như thế có khả năng đưa sư đến địa ngục hay không? Quả thật điều ước muốn không thể nào trở thành hiện thực được, kính bạch ngài. Nếu chúng ta bất liễu tri điều mà cần phải được liễu tri, thế rồi bắt đầu cầu nguyện cho nếp Bàn, thì chúng ta sẽ được điều đó không? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Dù cho chúng ta có cầu nguyện nếp bàn đến bao lâu đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ đi xuống. Sự thiếu hiểu biết vô mình dẫn dắt đi đến bốn cõi giới thấp kém. Tuy nhiên, nếu các con nắm bắt sự huân tập này về sự tỉnh giác vào hơi thở vô và thở ra, thì các con sẽ dần dần tiến hóa hướng đến sự thành tựu nếp bạn mà các con đã có sở nguyện cầu. Thế thì, hãy đặt sự chú ý của các con vào điểm chạm nhỏ này một cách kiên định, để nó không có dao động. Các con có thể thực hiện việc kháng khích tâm thức của mình vào cái điểm chạm nhỏ này trong khi các con ngồi trước mặt sư hay không? Có thể được, kính bạch ngài nó có thể được thực hiện trong khi đang đứng và đang đi không dạ thưa có kính bạch ngài các con có thể tu tập trong khi đang ăn đang uống hoặc làm việc không có thể được kính bạch ngài các con có thể tu tập sở tức khi các con chỉ có một mình không dạ có thể dạ thưa được kính bạch ngài hay là các con ở trong một đám đông dù cho thế nào cũng có thể thực hiện việc duy trì tỉnh giác kính bạch ngài các con có thể thấy mệt mỏi nếu như các con thường luôn duy trì sự chú ý của mình vào điểm tiếp chạm chăng dạ thưa không kính bạch ngài điều đó không có gì là mệt mỏi liệu nó có đòi hỏi các con điều gì không dạ thưa không kính bạch ngài nó không có đòi hỏi bất luận điều gì việc làm của các con có bị gián đoạn hoặc xáo trộn không dạ thưa không kính bạch ngài nó không có các con có thêm năng lực hơn trong việc làm của mình nếu các con để tâm thức của mình đi hoang du đó đây, hay là nếu các con giữ gìn sự chú ý của mình đã được tập trung vào ngay điểm giảm. Nó chiếm lấy một phần thời gian, một phần thời lượng, kính bạch ngài. Ai là có hiệu quả hơn với một người có tâm thức hay đi hoang du và với một người giữ gìn được tâm thức trong sự kiểm soát? Với người làm nhiệm vụ của mình là giữ gìn được sự chú ý của vị ấy vào ngay điểm chạm và cùng một lúc vị ấy đang làm việc cho sự thành đạt nếp bạc. Một người có thể kiếm được 100 ngàn. Tuy nhiên, một người làm việc và tu tập sự tỉnh giác trong cùng một thời gian kiếm được hai lần nhiều hơn. Từ bây giờ trở đi, các con sẽ kiếm được 200 ngàn. Tuy nhiên, hãy nói cho sư biết, khi chúng ta thực hiện tâm thức của mình được sự kiên, kiên định và tĩnh lặng, thì phần thưởng mà chúng ta chỉ là bấy nhiêu đây thôi sao? Dạ thưa không, kính bạch ngài khi tâm thức được thanh tịnh, nó trở nên vững vàng, kiên định và mạnh mẽ. Tất cả các cô nội trợ ở đây chắc chắn là đã có kinh nghiệm trong việc nấu ăn. Các con có nấu ăn vào những thời điểm dẫu rằng các con rất là mệt mỏi không? Dạ thưa có, kính bạch ngài. Vào những thời điểm chúng con chỉ nhìn chăm chuối vào ngọn lửa, ngủ gà ngủ gật vì sự mệt mỏi. Thế rồi đôi khi gạo cũng bị cháy khét kính bạch ngài. Vì sao sự việc này xảy ra? Vì lẽ tâm thức của chúng con không có làm việc kính bạch ngài. Chỉ mới ngày hôm qua, ngay khi con đang suy nghĩ về một vài cảnh tượng mà con đã được xem trong một chương trình và con cảm thấy đã làm cho cơm cháy khác. Kính bạch ngài, nếu tâm thức của con đã không có sự đi hoang du, thì con đã có thể làm công việc của mình một cách nhanh chóng hơn và con sẽ không làm cháy khác thức ăn. Điều gì xảy ra nếu các con ăn cơm mà không được nấu chín một cách đàng hoàng? Một người bị rối loạn bao tử, kính mạch ngài. Nếu các con nấu nướng trong một cách thức cẩu thả các con làm chậm, các con sẽ bị mệt mỏi một cách dễ dàng, thức ăn không được ngọt. Ngọn lửa lụi tàn, các con phải nhóm lửa một lần nữa, nước cho cơm gạo bị nguội đi, và các con phải mang nó đi đun soi một lần nữa. Chẳng có chi được cải tiến khi không có sự lưu tâm lưu ý cẩn thận. Khi chúng ta cải thiện được sự tính giác của chúng ta, thì nhiều sự việc khác sẽ được cải thiện. Sự chỉ muốn nói cho các căn biết là điều mà Đức Phật đã dạy, nhưng lẽ tất nhiên sư không thể nào nói cho các con biết tất cả những gì mà ngài đã dạy có điều lợi lạc hơn thế nữa đem lại kết quả qua việc tu tập này giáo lý của đức phật là hoàn hảo và chẳng có sự khiếm khuyết không thể nào giảng dạy cho mọi khía cạnh của giáo lý tuy nhiên nếu các con gìn giữ sự chú ý của mình được tập trung vào ngay điểm chạm và tỉnh giác trong từng mỗi khoảnh khắc thế thì các con sẽ đạt được mục tiêu của mình đức phật đã dạy điều này và các bậc trí tuệ ở thời cổ xưa đã đạt được mục tiêu của họ do bởi sự tu tập này tuy nhiên có rất nhiều điều Đức Phật đã chứng tri mà không có bao hàm trong sự việc này. Nhưng các con có thể đạt được mục tiêu của mình nếu các con gìn giữ sự liễu tri về hơi thở vô và ra ngay điểm tiếp chạm. Các con sẽ trở nên thực sự hạnh phúc. Sư chỉ đang nói về cái điểm chạm nhỏ này. Các con liễu tri tất cả các lý thuyết về thiện tĩnh lặng, thiện chỉ và thiện tệ giác, thiện minh sát. Và chúng diễn tiến ra sao? Đúng vậy. Có thiện chỉ và thiện minh sát, tuy nhiên Đức Phật đã nói rằng các con phải tự bản thân mình thiết lập một cách tốt đẹp trong sự tu tập. Nếu các con tu tập một, các con thành tựu một. Nếu các con tu tập một, các con thành tựu hai. Nếu các con tu tập một, các con thành tựu ba. Tuy nhiên, các điều này thuần tí là những ngôn từ. Chúng ta phải tu tập với sự nỗ lực ngang bằng với sự nỗ lực của một bậc trí tuệ thời cổ xưa. Khi chúng ta giảng dạy giáo pháp, chúng ta phải phân biệt giữa tạng kinh, tạng vô tỷ pháp và tạng luật. Căn cứ theo trình tự đã được thành lập, nhưng chỉ sau khi đã có được tu tập thiền định, đến cùng một mức độ. Với sự nỗ lực như các vị thánh đệ tử của Đức Phật thì các con thực sự có khả năng giải thích được giáo lý. Cho dụ sư đã giải thích về kỹ thuật trong một phương thức thích hợp, có một số trong các con có thể vẫn còn đóng cửa với nó, không có sự hiểu biết. Nếu sự vấn hỏi các con về căn nhà mà các con đang sinh sống, thì các con sẽ diễn tả nó cho sư một cách chính xác. Nếu sư đã suy nghĩ suy, suy xét về căn nhà của các con, thì sư sẽ có khả năng hình dung về nó thực sự như thế nào không? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Nếu sư đã nghĩ suy và suy đoán về căn nhà của các con trọn cả ngày, suốt cả đêm, lường cả chẳng ngủ nghỉ, thì sư tìm ra căn nhà của các con không? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Thế thì hãy nói cho sư biết làm sao sư có thể tự bản thân mình tìm ra căn nhà của các con trong giống như cái chi? Nếu chính từ bản thân Ngài đi đến nhà của con thì ngay lập tức Ngài sẽ biết tất cả những gì về nó, cho dù không có một ai nói một lời nào đến Ngài. Như thế, các con cũng nên tiến hành theo phương thức như vậy để mà các con đạt được mục tiêu của mình. Khi các con đạt đến đó thì các con hiểu biết được, à, nó là như vậy đây. Thì các con sẽ còn tiếp tục trì hoãn. Việc tu tập không? Không, lẽ tất nhiên là không. Các con có thể thành đạt giáo pháp ngay hiện tại này. Liễu tri được tất cả những điều này hãy tu tập, cố gắng lên, các con vừa mới nói với sư rằng thiền định không làm cho các con mệt mỏi. Các con đã nói rằng nó không đòi hỏi bất luận điều chi. Nó đã không làm gián đoạn việc làm của các con. Và rằng các con có khả năng tu tập nó trong khi chỉ có một mình hay trong khi ở với gia đình mình. Có thể các con vẫn còn tìm kiếm những lời biện giải mà không tu tập. Hay là các con vẫn đang tiếp tục sống trong một phương thức mà các con đã có. Thậm chí chẳng cần tìm kiếm những lời biện giải. Hầu hết thời gian là chúng con vẫn tiếp tục như thường lệ kính bạch ngài với những người tiếp tục công việc tu tập này thì sẽ đón nhận được các câu trả lời từ những câu hỏi của họ. Như thế, hãy gìn giữ tâm thức của mình đã được tập trung và việc nấu nướng của các con sẽ được thực hiện một cách mau lẹ. Cơm gạo không bị khát, củi gỗ không bị lãng phí, trọn các cuộc đời các con sẽ được cải tiến và thời gian sẽ bình lặng trôi đi. Đó là chánh hành. Đó là sự hiểu biết. Cả hai điều này đều quan trọng. Chánh hạnh là việc hoàn thành viên mãn tất cả nhiệm vụ đa dạng của các con và việc cúng dường tứ sự của các con nhằm để hỗ trợ và phát huy giáo lý của Đức Phật. Việc luôn kiểm soát tâm thức của mình đem lại cho các con sự hiểu biết. Đây là hai yếu tố để huân tập, và các con phải tự bản thân mình huân tập trong cả hai thứ này cùng lúc. Thật không thể nào tỉnh giác được vào hơi thở trong khi các con đang chuẩn bị và đang cúng dường tứ sự cho một hội chúng tu sĩ chăng. Có thể được kính bạch ngài rơi vào điều học nào của cả hai điều quy luật về việc quét dọn việc quét dọn là một phần của chánh hạnh các con không thể nào gìn giữ sự chú ý và sự tiếp chạm trong khi các con đang quét dọn không chúng con có thể kính bạch ngài rơi vào điều học nào của hai việc huân tập về việc phục vụ mẹ cha và các bậc mà các con đã có cảm thụ trọng ân về tình thương tấm lòng bi mẫn và sự tri ân tri cận giúp đỡ mà họ đã ban tặng cho các con điều đó là chánh hạnh kính bạch ngài các con thành tựu điều chi nếu các con gìn giữ sự chú ý của mình đã được tập trung vào điểm chạm trong khi các con phục vụ giúp đỡ cha mẹ của mình. Chúng con tăng tiến sự hiểu biết của mình, kính bạch ngài. Như thế, các con có thể tự bản thân mình huân tập cả hai điều chánh hạnh và sự hiểu biết trong cùng một thời gian. Đôi khi, các con có thể làm nó một cách không qua hành thiện, không thể hành thiện. Cho dù các con ưa thích làm, vì lẽ các con không thể nào làm ngơ với cha mẹ già yếu của mình, việc này có xảy ra với các con không? Các người trẻ tuổi thường suy nghĩ trong phương thức này, thoái thác việc hành thiện. Các con nghĩ sao về các vị cao niên? Họ thường nói rằng họ không thể hành thiện vì lẽ họ trong nôm con cháu của họ, kính bạch ngài. Hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ của mình là một phần của phẩm hạnh đạo đức. Nếu các con không hoàn thành viên mãn các nhiệm vụ của mình, thì hạnh kiểm của các con không được hoàn bị. Vào cùng một thời điểm mà các con hoàn thành viên mãn trách nhiệm của mình, chẳng hạn như là việc khiển trách các con của mình thì các con có thể tự bản thân khuân tập được sự tỉnh giác vào điểm chạm. Việc này chẳng phải tuyệt vời hay sao? Bây giờ các con có thời gian để tự mình huân tập trong cả hai, phẩm hạnh đạo đức và sự hiểu biết. Tôn kính và kính trọng các bậc ân nhân của mình, mẹ cha của các con, các vị giáo thọ của các con, họ chúng các vị tu sĩ mà chẳng bao giờ ngơi nghỉ từ bây giờ trở đi. Hãy làm việc chẳng bao giờ ngơi nghỉ với sự nỗ lực kiên định như các bậc trí tuệ ở thời cổ xưa đã làm trước các con các sở nguyện cầu của các con sẽ được chứng tri, y như các sở nguyện cầu của các đệ tử tri tuệ của Đức Phật.